Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và trong chủ đề ngày hôm nay, em và anh chị sẽ cùng nhau cập nhật lại về tình hình thị trường, liệu VN Index của mình có sập về 900 hay không, và những điều kiện nào để có thể quay trở lại với thị trường. Và anh chị hãy xem hết video này nhé. Đầu tiên thì anh chị đừng quên bấm một cái nút like cũng như là đăng ký kênh để mà có thể cập nhật được những cái thông tin mới nhất tại kênh youtube VT Stock và nếu như anh chị có những câu hỏi nào về cổ phiếu, về thị trường thì mình có thể để lại bên dưới phần bình luận. Em sẽ hỗ trợ anh chị trong những video kế tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về thị trường trong phiên giao dịch tiền thứ sáu tuần vừa rồi để có thể nắm bắt được những cái thông tin quan trọng. Đầu tiên về dòng tiền thì thị trường của mình đã có một cái sự phân hóa nhất định, 213 mã tăng nhưng chủ yếu là các cổ phiếu penny và một vài mã cổ phiếu trụ như là Masan, băng, BID là những mã cổ phiếu kéo thị trường trong phiên vừa rồi. Còn bên chiều hướng giảm là hầu như là có hơn 230 mã giảm và tất cả các mã cổ phiếu trong cùng một nhóm ngành ít nhất là đều phải có từ 3 đến 4 mã giảm sàn. Ví dụ như trong dòng chứng khoán có BSI giảm sàn, trong khi VND thì lại bật tăng. Còn bên chiều hướng của những mã cổ phiếu khác trong nhóm ngành cảng biển thì có HKH cũng giảm sàn. Và nhìn chung thị trường của mình phiên ngày thứ sáu là một phiên xanh vỏ nhưng mà đỏ lòng. Có rất là nhiều cổ phiếu giảm mạnh và đó là cơ hội hay rủi ro thì trong video ngày hôm nay em và anh chị chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích chuyên sâu nhé. Vì chịu tác động của thị trường là những cổ phiếu trụ như là Vietcombank, Masan, BID, VIX, CTG, ACB, SAB, SHB là những mã cổ phiếu kéo thị trường của mình và đặc biệt hơn là có Vietcombank kéo rồi đó khoảng hơn 3 điểm. Nếu như không có các cổ phiếu trụ, việc cầm băng và Masan thì em nghĩ thị trường của mình không thể nào đóng được cái sắc xanh và anh chị nhìn qua chỉ số của Masan phiên ngày thứ sáu là cái phiên massage được kéo trừng với thanh khoản của nó chỉ ở những cái mức trung bình thì chủ yếu là các nhà tạo lập họ dùng những cái cổ phiếu trụ để mà thao túng chỉ số làm đẹp chỉ số nhưng bản chất thị trường của mình rất là nhiều cổ phiếu xấu bên chiều hướng của nước ngoài thì họ mua ra đó gần 2.500 tỷ và tại sao trong cái bối cảnh hiện tại nước ngoài họ lại mua mạnh như thế thì anh chị phải hiểu được một cái tư duy của khó ngoại như thế này khi khói ngoại họ mua, thường họ sẽ mua tại những cái vùng định giá hấp dẫn và họ sẽ đầu tư ít nhất là từ 1 năm đến 5 năm. Còn trong chiều hướng của xu hướng thị trường tăng như năm 2020, 2021 thì cái số liệu của khói ngoại họ bán rất là nhiều và đặc biệt là vào khoảng tháng 4 năm 2021. Vì vậy cái số lượng tiền mặt của họ đang rất là cao và đây là cái thời điểm họ cân nhắc họ giải ngân dần với cái thị trường nên khi anh chị thấy khó ngoại họ mua chưa chắc gì thị trường của mình nó lên chữ V ngay mà nó sẽ có những cái quá trình là sideways down bởi vì xu hướng thị trường của mình hiện tại đang là một trong những cái xu hướng xuống và lực bán vẫn còn đang rất là lớn vì vậy anh chị phải cân nhắc cẩn thận giải ngân trong cái bối cảnh hiện tại với số liệu của tự danh thì phiên ngày thứ sáu Họ tổng giá trị giao dịch ở đó khoảng 161 tỷ và trong đó là có AEB. và EIB là một trong những mã cổ phiếu mà đầu năm 2022 có những cái thông tin về thoái vốn doanh nghiệp và sau khi thoái vốn thì cổ phiếu này nó rơi rất là kinh anh chị để ý ít nhất là phải 8 cây sàn ở đây 8 cây sàn nhé nên những cái thằng nào mang tính chất là kéo lên để phục vụ về những cái game riêng những cái câu chuyện riêng thì em nghĩ anh chị cần phải là mình quan sát đứng ngoài và mình hạn chế mua với những cái mã có game thái vốn ví dụ khi anh chị biết được những cái nội tại của doanh nghiệp biết được những cái thông tin thì anh chị có thể mình thắng một cái trận đậm nhưng khi anh chị mua bởi những cái tin tức là cổ phiếu a có những câu chuyện về thái vốn của các nhà đầu tư lớn thì khả năng anh chị sẽ dính vào những cái bẫy buôn trát của cổ phiếu rất là cao và bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi qua về những cái số liệu của thị trường chứng khoán thế giới. Thì đầu tiên anh chị thấy là cái phiên ngày thứ năm thì thị trường Dow Jones của mình tăng hơn 1.200 điểm bởi vì chỉ số CPI của Mỹ vào tháng 10 nó có xu hướng là hạ nhiệt rất là cao và chỉ số thực tế là chỉ khoảng 7.7 so với trước đó là 8.2 còn dự báo là khoảng 8 và thị trường không chỉ là của Mỹ và những cái thị trường châu Âu khác bực tăng cũng rất là tốt nhưng vào phiên ngày thứ sáu thì thị trường Dow Jones nó đang có những cái mức là sideways thể hiện ở những cái con số là tăng khoảng 32 điểm. Còn bên thị trường của khu vực châu Âu thì cũng tương tự. Đặc biệt hơn là thị trường khu vực của châu Á như là Shanghai, Hang Seng hay là China A năm thì nó có một cái sự khởi sắc hơn. Nhưng đối với thị trường của mình là một trong những cái thị trường trẻ và mang tính chất đầu cơ và thị trường của mình khác rất là nhiều so với những cái thị trường như là Trung Quốc hay là của Mỹ. Vì vậy anh chị hạn chế xem những cái thị trường uh, của nước ngoài mà mình đánh giá là thị trường của mình nó sẽ bất tăng ngay. Đó là những cái điều mà thiếu dữ liệu. Bởi vì thị trường của mình hiện tại như anh chị thấy còn đang vướng rất là nhiều những cái thông tin nào là trái phiếu nào là siết rung tín dụng, nào là bất động sản. Thành ra thị trường của mình nó sẽ khó khăn trong mặt ngắn hạn. Còn về dài hạn thì những cái câu chuyện đó em nghĩ chính phủ sẽ có những cái biện pháp để mà giải quyết điển hình hơn là vụ SCB, ngân hàng SCB phát hành trái phiếu của Vạn Tinh Phát. Đó là một trong những cơn sóng dư luận ở trong cái thời điểm hiện tại. Và anh chị để ý qua về chỉ số đô la Mỹ hiện tại có một cái sự giảm rất là mạnh ở những cái mốc 106 đô thôi đây, trước đó thì trong tuần trước tại thị trường của mình à, nó có những cái mốc là 110 USD, chỉ số đô la Mỹ. Và khi chỉ số đô la Mỹ này giảm nó báo hiệu như thế nào anh chị? Khi chỉ số đô la Mỹ giảm báo hiệu là cái tình trạng lạm phát bắt đầu có sự hạ nhiệt dần đi thể hiện ở chỉ số CPI. CPI là một trong những cái chỉ số giá tiêu dùng nó đánh giá được là cái mức độ hàng hóa cái giá cả hàng hóa của một thời điểm nhất định nó có tăng lên mạnh hay không và như em chia sẻ từ hồi nãy là chỉ số CPI của Mỹ vào tháng 10 nó đạt ở những cái mốc là thấp hơn dự báo thành ra cái đồng đô la Mỹ của họ đang có những quá trình hạ nhiệt và đây là một trong những cái dấu hiệu tích cực đối với toàn cầu không chỉ riêng với thị trường của Mỹ đâu nha anh chị nhưng khi nó tác động tích cực như thế này thì nó phải cần một cái thời gian rất là lâu chứ không phải là thị trường của mình nó sẽ phản ứng ngay nên anh chị cũng phải cẩn trọng và anh chị xem qua về những cái giá cả hàng hóa khi mà chỉ số đô la Mỹ giảm thì em thấy là giá vàng có những cái sự bực tăng trở lại vào khoảng những cái mốc là 1774 USD. Còn giá dầu thô thì đang leo về những mốc gần 89 USD một thùng. Và đó là những cái chỉ số của khu vực trên thế giới về giá cả hàng hóa cũng như là một vài cái thông tin quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về biểu đồ của thị trường trong phiên ngày thứ 6 tuần vừa rồi. Và anh chị nào chưa đăng ký kênh thì anh chị hãy đăng ký kênh nhé để mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất tại kênh YouTube QT Stock. Và nếu như anh chị có những câu hỏi về cổ phiếu thì mình có thể để lại bên dưới phần bình luận. Và anh chị đừng quên bấm, bấm một cái nút like nhé. Và trước hết thì em sẽ gửi anh chị một vài cái nhận định trong room hệ thống khách hàng để anh chị có thể có một cái góc nhìn nào đó phù hợp hơn với à, trong giai đoạn hiện tại nhé. Đây, đây là cái phiên ngày thứ sáu thì em có chia sẻ trước đó là thị trường của mình ạ. À nó có những cái quá trình điều chỉnh và hầu hết là đã cầm tiền được khoảng gần một tuần trở lại đây và em chia sẻ là sáng nay mà mở gấp up là xác định luôn vì thường mở gấp up sẽ có những cái xu hướng lắp lại và đây là tin nhắn sáng ngày thứ sáu và nếu như mở gấp down thì sẽ tốt hơn vì nó phải có những cái tiêu chí là ép bán và sau đó buổi chiều kéo lên thì sẽ rất là đẹp và cái phiên ngày thứ sáu là một cái phiên fomo không chỉ thị trường của mỹ đâu mà thị trường của mình ngay từ buổi sáng nè mở những cái nhịp tăng khoảng 11 điểm và có những cái lúc tăng rất là tốt nhưng bắt đầu từ buổi chiều thì những cái áp lực bán ra những cái áp lực không và đặc biệt là đè những cái cổ phiếu như là chứng khoán nè ngân hàng nè thì thị trường của mình nó có một cái nhịp hạ nhiệt đi và tăng đâu đó chỉ khoảng 7 điểm so với buổi sáng. Và đây là một trong những cái dấu hiệu khá là rủi ro bởi vì anh chị thấy thị trường của mình nó tăng á nhưng các cổ phiếu trụ như là Vietcombank nè, Masan BD là những cái mã kéo thị trường nếu bạn trước dòng tiền nó không lan tỏa để mà có một cái sự đồng thuận nào đó, thành ra ở trong cái giai đoạn hiện tại thị trường của mình anh chị cần phải quan sát vào cái phiên thứ hai, tức là cái phiên ngày mai, thị trường của mình sẽ gặp một áp lực bán rất là lớn và anh chị nào đang có những cái tỷ trọng căng mà xin thì anh chị cần phải quản trị ngay tránh những cái tình trạng mà bị phọt sale. Còn nếu như anh chị bị mất định hướng, không biết xử lý, không biết nên mua mãi nào thì anh chị có thể inbox trực tiếp với em. Khi nào thị trường của mình có những cái tín hiệu cân bằng thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay đây là tin nhắn của em tại hệ thống khách hàng anh chị nào cầm tiền thì chờ tuần sau nếu như cân bằng thì em và khách hàng của mình sẽ tìm những cái điểm vào an toàn nhất và đoạn này là một trong những cái giai đoạn nhà đầu tư thu lỗ rất là lớn và hầu hết là tâm lý của nhà đầu tư sẽ có một cái xu hướng là cố gắng gỡ nhưng không thị trường của mình là một trong những cái thị trường luôn tăng trong nghi ngờ và thường những nhà đầu tư cá nhân mà đánh theo những cái nhà đầu tư uh, mà FOMO thì khả năng là anh chị sẽ gặp những áp lực lớn và bị điều chỉnh rất là cao. Và trong nhận định của em trong phiên ngày thứ sáu là chỉ còn một dòng duy nhất là dòng ngân hàng chưa rơi. Nếu như ngân hàng rơi thì sẽ xác định thị trường của mình giảm mạnh và hy vọng cuối cùng là ở nhóm ngân hàng vào chúng ta sẽ không vào trước cái nhóm này chỉ vào đúng thời điểm vì ngân hàng nó có những cái tín hiệu bất thường trong cùng một dòng nhưng em chia sẻ là ví dụ ngày hôm thứ sáu là các cổ phiếu như là Vietcombank, BID được kéo rất là tốt nhưng những cái tầng khác như là STB nè, Liên Việt Postbank nè hay là MBBank nè thì nó không có những cái sự lan tỏa và anh chị cần phải cẩn trọng bởi vì thị trường của mình đang mà là một trong những cái thị trường có xu hướng là hạ đỉnh và khi thị trường hạ đỉnh thì cái vấn đề nó phá đáy chỉ là trong thời gian sớm muộn nên anh chị phải cân nhắc với thời điểm hiện tại mình nên ưu tiên cầm tiền hết sức có thể còn vấn đề thị trường của mình có về 900 hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và nếu như anh chị đang cầm tiền và muốn đồng hành với em tại room cộng đồng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại nhé và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về thị trường trong phiên ngày thứ sáu thì ngay cái phiên ngày thứ sáu thị trường của mình đã có một cây nến cũng thể hiện là dao động của nó cũng khá là lỏng lẻo và nó có một cái gấp ấp đó đó khoảng 945 ở đây và khối lượng cao hơn trung bình. 646 triệu cổ phiếu và với khối lượng như thế này mà không break được không đóng cao thì khả năng thị trường của mình sẽ có những nhịp điều chỉnh nhé và khi thị trường điều chỉnh thì cái vấn đề thủng đáy em nghĩ xác suất của nó khá là cao và anh chị nào trong room cộng đồng của em thì em có chia sẻ rất là rõ khi thị trường của mình có xuất hiện những cái tín hiệu bất thường thì đầu tiên mình phải ưu tiên hạ hạ ra cái đã, mình cầm tiền và trong cái bối cảnh hiện đại thì em em nghĩ cái vấn đề thị trường phá đáy nó sẽ rất là lớn bởi vì những cái cổ phiếu như là chứng khoán nè, FTS nè, BSI nè VCI nè hay là CTS nè nó đều có những cái xu hướng giảm mạnh và đục về những cái vùng hỗ trợ trước đó và dòng chứng khoán là một trong những cái dòng mang tính chất rất là nhạy thành ra thị trường của mình ở giai đoạn này em phải nói là nó rất là yếu và anh chị cần phải quan sát với thị trường trong tuần sau ví dụ như nó có những cái nhịp cân bằng thì đó lại là những cái cơ hội và rủi ro của người này sẽ là cơ hội của người khác và đó là quan điểm cá nhân của em với thị trường và anh chị hãy để ý với thị trường hiện tại cái vùng hỗ trợ của nó là khoảng 935 nhưng đây là một trong những cái vùng hỗ trợ khá là yếu và hoàn toàn thị trường có thể đục thủng 935 và tìm về, về những cái vùng đó, đó khoảng 922 2x ở đây nhé thị trường của mình khả năng tìm về những cái vùng và anh chị nói về những cái đỉnh của nó thì nó đang có những cái xu hướng hạ đỉnh rồi cái vấn đề thị trường của mình nó có đục 900 hay không á thì em và anh chị chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trong những phiên kế tiếp và anh chị hãy theo sát kênh YouTube VT Stock nếu như có những cái thông tin nào quan trọng thì sẽ cập nhật với anh chị ngay bởi vì thị trường của mình nó biến động liên tục ví dụ trong tuần sau có những cái thông tin về chính phủ hỗ trợ trái phiếu của Vạn Thịnh Phát hay là hỗ trợ về những cái vấn đề là room tín dụng thì thị trường của mình nó sẽ quay xe tăng rất là đột biến và ở cái giai đoạn này là một trong những cái giai đoạn mà nhà đầu tư mất niềm tin với thị trường thành ra rất là khó nói vì vậy anh chị hãy follow sát kênh youtube vt stock nhé và xu hướng chính của thị trường trong tuần sau sẽ là một trong những cái xu hướng điều chỉnh và anh chị phải nâng cái tỷ lệ tiền mặt lên cao nhất có thể khi thị trường của mình nó cân bằng có những cái quá trình tạo đáy thì đó là những cái lúc anh chị quay trở lại với thị trường và anh chị đầu lại thị trường trả lại những cái phần lợi nhuận mà chị đáng có và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về những cái nhóm ngành của thị trường đầu tiên là nhóm ngành ngân hàng thì anh chị để ý là những cái thằng như là Việt Câm Băng nào. phiên ngày thứ sáu là nó được kéo nhé, được kéo để phục vụ phát sinh và khối lượng của nó chỉ cao hơn mức trung bình và cái vol như thế này em đánh giá không đạt khi mà nó tăng thì đồng nghĩa là khối lượng của nó phải ngày càng tăng dần lên nhưng không đối với cái phiên ngày 11 tháng 8 à ngày 8 tháng 11 đến thời điểm hiện tại là nó có một cái xuống là khối lượng hạ dần đi thì những cái thằng này cái lực lên của nó sẽ rất là yếu và nó cần một cái nhịp wash out rũ bỏ ha nó sẽ cần một cái nhịp rũ bỏ còn cái vấn đề nó rũ bỏ mạnh hay nhẹ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát trong phiên liên việc box băng thì buổi sáng nó có những cái nhịp kéo lên rất là khỏe đâu đó khoảng 3 4 trăm hơn đấy nhưng khi buổi chiều thì thị trường của mình bắt đầu có những cái quá trình rung lắc khi lượng hàng tới cộng về thì khả năng những cái thằng này sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ bên dưới nhé khối lượng của nó tương đối khá là cao Mở cái băng một cái băng như thế này thì khả năng nó sẽ có xu hướng là phá đáy nhé OCB thì những thằng này nó mang tính chất là bo cung rồi chúng ta không phân tích được thì nó đang xe quay SHB này anh chị thấy trong phiên ATC thì SHB nó bị đạp rất là kinh, đạp khoảng 2.4% trong khi buổi sáng có những những lúc kéo hơn 3% và đây là một trong những cái tín hiệu rủi ro của thị trường và khi anh chỉ nói về những cái đấy này thì nó đã có xu hướng là gãy đáy từ cái phiên này cái thứ năm là nó đã gãy đáy rồi nên nên cần phải là gì mình đang cầm những cái này mình phải cân nhắc mình hạ ra bởi vì một cái xu hướng cổ phiếu mà khi bị gãy á, thì nó sẽ đục về những cái vùng hỗ trợ bên dưới và khả năng đục của những cái thằng này sẽ rất là cao anh chị hãy follow sát kênh và anh chị sẽ cùng nhau kiểm chứng nhé STB là khối lượng cao như thế này mà không tăng được thì chứng tỏ đây là một trong những cái vùng kẹp rất là lớn của nhà đầu tư một phần nhà đầu tư bắt đáy và một phần nhà đầu tư đang kẹp về những cái phần bên trên và khả năng những thằng này sẽ có những cái quá trình đục ví dụ những cái thằng ngân trong tuần sau mà nó rơi thì thị trường của mình thậm chí nó có thể bay những cái mốc 900 luôn. Anh chị phải cân nhắc bởi vì dòng ngân hàng là một trong những cái dòng chiếm cái tỷ trọng rất là cao và khi những cái thằng này xấu thì đánh giá thị trường của mình ở những cái mức ra rủi ro lớn. À và một vài tầng khác như là vi văn đi anh chị thấy cái cây đóng nến của nó không thể nào đẹp được bởi vì sao thể hiện một cái lực bán bên trên dồn về vào cuối phiên tuy là nó giữ tham chiếu nhưng mà anh chị hãy xem cái cách nó đóng nến như thế này thì khả năng nó sẽ có những cái quá trình điều chỉnh trong tuần sau nhé còn nếu như cả dòng ngân hàng trong tuần sau nó muốn lên thì nó phải có những cái thông tin rất là tích cực thì nó sẽ kéo còn những cái thông tin đó nó khi nào nó xảy ra thì em sẽ cập nhật với anh chị tại room cộng đồng vì vậy anh chị có thể là mình quét mã qr code bên góc trái màn hình thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay nếu như có những cái diễn biến nào mới còn hiện tại em đang cập nhật với anh chị ở thời điểm hiện tại bởi những cái dữ liệu mà trong phiên ngày thứ sáu thị trường nó đã kể cho chúng ta nghe nên anh chị phải cẩn thận thị trường của mình khả năng trong tuần sau sẽ có những cái quá trình điều chỉnh nhé và sau khi đi qua về những cổ phiếu trong những ngành ngân hàng thì chúng ta sẽ đi qua với chứng khoán. Thì em chia sẻ từ lúc nãy thì những cái thằng chứng khoán như là FTS nè, nó đã có những cái xu hướng như thế nào, đục về những cái phần đấy. Thì những cái thằng này đục thì trước sau những cái con như là VCI, HCM hay là VND nó cũng sẽ đục. Anh chị cứ kiểm chứng bởi vì khi một dòng mà nó có những cái tín hiệu bị yếu thì cả dòng của nó sẽ Bị yếu chung và đó là cái dây chuyền cái hiệu ứng domino và anh chị phải cân nhắc với những anh chị nào đang cầm những cái dòng chứng khoán á, nếu như được anh chị phải cân nhắc mình hạ ra trước đã bởi vì đây là một trong những cái dòng nhảy với thị trường khi thị trường điều chỉnh thì những thằng này nó sẽ điều chỉnh rất là sâu nhé hcm HCM thì nó giảm sàn 6.9% Đây, anh chị thấy nó rất là kinh khủng này. Thì trước đấy thì anh chị thấy nó có một cái trend nâng xuống rất là đẹp Nhưng đối với thị trường hiện tại không thằng nào mà không giữ được Chỉ có rơi trước hay là rơi sau Và đây là một trong những cái tín hiệu bất thường Tại sao thị trường của mình tăng nhưng những cái thằng chứng khoán nó lại giảm về anh chị Anh chị có bao giờ mình đặt câu hỏi như thế không Và khi thị trường của mình nó có những cái tín hiệu bất thường như thế này Điều quan trọng nhất là gì Mình phải ưu tiên để cái tỷ trọng tiền mặt lên hàng đầu Đó là những nhà đầu tư thông minh Còn những nhà đầu tư nào mà vẫn còn những cái tư duy Đấy, thì em nghĩ trước sau gì anh chị cũng sẽ bị dính ít nhất là một đến hai lần nhịp điều chỉnh của thị trường và đối với HCM thì khả năng sẽ đục về những cái vùng bên dưới khoảng giá 16 x ít khả năng những thằng này sẽ đục về 16 SHS nè không break được những cái vùng trên line này, thì những thằng này sẽ có xu hướng là đục về thêm ít nhất là 57% và cái dòng chứng khoán là một trong những cái dòng báo hiệu thị trường của mình sắp sửa rơi anh chị chú ý dòng chứng khoán là một trong những dòng báo hiệu thị trường sắp sửa rơi nhé nên anh chị nào đang cầm những cái thằng như là SSI uh, VCI, HCM ấy, mà anh chị lỗ nhẹ được anh chị cứ cắt luôn bởi vì khi anh chị cắt 3-5% cái cửa anh chị lấy lại sẽ rất là cao còn hơn còn hơn là anh chị để 50-60% thì mình sẽ rất là khó lấy lại nhé VCI này, đó anh chị thấy rất là kinh khủng nha, giảm sàn nha, khối lượng cao nha, là tổ chức họ bán đấy. Và những cái thằng này ít nhất là sẽ đục ít nhất là 10 đến À, xu hướng của nó là một trong những cái xu hướng gãy rồi và anh chị nào đang cầm dòng chứng khoán là một trong những cái dòng rất là nhạy cảm và anh chị cần phải cẩn thận và nếu như có những cái dự báo nào cập nhật ngay thì em sẽ cập nhật với anh chị tại kênh youtube PT Stock vì vậy anh chị hãy follow kênh nhé anh chị hãy bấm một cái nút like nữa nhé sau khi đi qua về những ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ đi qua về thép thép là một trong những cái nhóm ngành mang tính chất đầu cơ và khi những cái thằng đầu cơ này nó không tăng thì thị trường của mình nó sẽ báo hiệu là dòng tiền nó không vào và khi dòng tiền không vào thì nó sẽ không có những cái động lực nào để mà kéo giá về của mình và anh chị hãy để ý khi những cái thằng này nó ngừng rơi á thì khả năng thị trường của mình nó sẽ có những nhịp bật nha Còn khi những cái thằng này nó tiếp tục rơi chứng tỏ là gì Dòng tiền đầu cơ họ không vào Và khi dòng tiền đầu cơ họ không vào Thì không có những cái nguyên nhân nào Để mà tạo một cái quá trình gì đẩy giá Thành ra anh chị hãy dùng những cái thằng hóa sen Năm kim để mà đánh giá độ mạnh yếu của thị trường Và tất cả các mạng cổ phiếu trên thị trường 80% đều phải đi theo VN Nên những cái thằng này rơi Nó đang báo hiệu là thị trường của mình thì mình rất là nhiều rủi ro và đừng có thấy là thị trường của mình nó tăng là nó tốt không phải bởi vì thị trường của mình nó có những cái thị trường khác như là phái sinh nè hay là trái phiếu nè hay là những cái thị trường à, về giao dịch thỏa thuận nè thành ra thị trường của mình nếu như anh chị mới vào thị trường mà anh chị không có những cái trải nghiệm nhất định thì trước sau gì anh chị cũng sẽ bị thị trường nó tác cho một cú rất là đau nhá và đó là góc nhìn của em và những cái thằng như thép nè nó vẫn đem tiếp tục rơi và chúng ta không biết nó rơi bao nhiêu và khi những cái thằng này rơi thì à, khả năng thị trường của mình chưa có những cái tín hiệu cân bằng lên trở lại và anh chị hãy để ý, khi nó rơi sâu như thế này sẽ có một cái giai đoạn mở mắt ra là những cái thằng này đã bật tăng trần bởi vì khi nó rơi về những cái vùng định giá vốn của tổ chức hay nó cách khác là những dòng tiền giá trị tăng trưởng những dòng tiền giá trị cơ bản họ quay trở lại họ mua với thị trường thì đó lại là cái miếng mồi ngon và thị trường của mình sau bao năm từ những cái lúc bắt đầu từ năm 2003 2002 phát triển đến thời điểm hiện tại không bao giờ tăng à, không bao giờ giảm mà nó không tăng lại. Vấn đề là thời gian và đến thời điểm khi nào thị trường của mình tăng nhưng chị thấy thị trường của mình ở thời điểm hiện tại có phải đã bị vướng rất nhiều những cái thông tin là trái phiếu, là room này là bất động sản thành ra nếu như dòng tiền bây giờ họ vào cú ngay thì đó lại là một cái dở bởi vì khi họ vào cú thì tất cả những nhà đầu tư họ về bờ họ sẽ bán ra lập tức thì những người thiệt hại là những nhà đầu tư tổ chức còn khi những nhà đầu tư tổ chức họ lợi dụng những cái thông tin xấu và họ ép bán tất cả những nhà đầu tư đeo bám thì đó lại là gì anh chị lại là cơ hội ở phía sau như năm 2020 và sau một cái chu kỳ đại suy thoái thì đó sẽ tạo ra một cái chu kỳ gì tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Bởi vì khi một cái doanh nghiệp á, nếu như nó không suy thoái thì làm sao so với những cái cùng kỳ nó lại có những cái phần doanh thu đột biến. Ví dụ thép hiện tại báo lỗ đi thì đặc biệt là trong quý tư hoặc là quý 1 năm sau 2023 mà họ phát chỉ cần nó báo lại một cái thì nhà đầu tư bắt đầu tin vào cái sự kỳ vọng của nhóm ngành thép và dòng tiền bắt đầu chảy vào thị trường mạnh mẽ hơn. Và cái vấn đề ở thời điểm hiện tại quan trọng nhất là niềm tin và em tin chắc là những anh chị đang xem video anh chị cũng đã mất niềm tin rất nhiều với thị trường nhưng đối với em thì em sẽ không mất niềm tin bởi vì em xác định là gì thị trường của mình nó tăng được thì nó sẽ giảm được và khi thị trường giảm thì đó lại là những cái món quà của những người họ có những cái tầm nhìn dài hạn và em thì em không đánh tích sản nha anh chị nhưng em đánh theo những cái dòng tiền khi giá cổ phiếu đủ rẻ thì thị trường của mình sẽ tự động bật tăng và không có thị trường nào nó hờ những cái thị trường chứng khoán doanh nghiệp vẫn còn đó giá trị thẳng dư của sản phẩm vẫn còn đó nhưng giá chiết khấu ít nhất là từ 30 50 thậm chí là 80 vậy đó có phải là món quà hay không thì anh chị sẽ tự cho mình một cái câu trả lời nhé rồi một vài thằng khác như là dầu khí hiện tại giá dầu nó có những cái sự cải thiện về 88 USD một thùng thì chúng ta sẽ cùng nhau xem phân tích nhé BVD nó có một cái cây giảm khối lượng của nó không mấy là lớn đâu nhưng nó đã có những cái tín hiệu phân phối trước đó em cảnh báo và và những cái thằng em cảnh báo phân phối thì hầu như nó sẽ không quay lại được và thị trường này rất là nhiều những cái thằng phân phối nên anh chị nào mà mình cầm BVD anh chị cân nhắc mình thoát ra nhé hay là một vài thằng như là gì HX nè cái giai đoạn trên đây là em đã cảnh báo nè phân phối nè đây đó em cảnh báo rất là nhiều hay là những cái thằng như DC World nè đấy em cảnh báo và cũng có rất là nhiều anh chị thích bắt đáy nhưng không đối với thị trường này anh chị càng bắt là anh chị sẽ càng ra đảo nhé đây khả năng rơi của nó rất là kinh và chúng ta không biết nó rơi bao nhiêu đâu nha anh chị đây DZ World bắt đầu đục cái thùng đục cái thùng cái phùng, vùng vùng nền đây nè thì nó sẽ rơi như cái con MWG đấy rơi rất là kinh đây là cái cái hộp của nó này và khi nó đục này thì thấy không nó rơi rất là kinh và ít nhất nó bay bao nhiêu 35% rất là kinh khủng nên anh chị nào đang cầm những cái thằng có tính chất là bị phân phối như là dòng bán lẻ đó, thì anh chị cân nhắc mình xử lý ngay nhé tránh những cái tình trạng mà nó rơi quá sâu mà anh chị không thể nào cắt và anh chị hãy xem lại những cái video trước đó của em xem em có phân tích những cái thằng này đã phân phối chưa và anh chị sẽ có một cái góc nhìn cụ thể với thị trường bởi vì em trải qua trên thị trường của mình từ những cái nhịp tăng mạnh nhất như năm 2020, 2021 và từ những nhịp giảm mạnh nhất như năm 2018. Còn năm 2008 thì em chưa tham gia vào thị trường. Vì vậy, em sẽ lấy lấy những cái dữ liệu gần đây nhất để anh chị có một cái góc nhìn với thị trường khi thị trường của mình nó giảm thì những anh chị nào mình đu tại những cái vùng đỉnh mình sẽ có một cái xuống là mình không dám à, không dám mình bán nhưng đó lại là gì đó lại là cái yếu điểm của anh chị và hầu như sẽ rất là hiếm những cái cổ phiếu nào trong chu kỳ kế tiếp nó sẽ quay trở về những cái vùng kháng cự cũ của anh chị đâu bởi vì một cái cổ phiếu nó muốn tăng thì ít nhất nó phải có từ 6 tháng đến một năm có một cái quá trình tái tích đi lại còn nếu như không thì nó sẽ mất rất 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 là nhiều thời gian ví dụ dg có bao giờ mà anh chị thấy cái con này nó tăng về những vùng gần 100 cho anh chị chưa bao giờ đúng không vậy dữ liệu gì điều kiện gì để những cái thằng này quay trở về những cái vùng giá 100 cho anh chị chốt đó là một cái câu chuyện xa vời vì vậy những cái câu chuyện xa vời chúng ta không bao giờ biết được khi nào nó xảy ra vậy em hỏi anh chị ở thời điểm này những cái mình không biết thì mình có nên tham gia không chắc chắn là không vì vậy nên anh chị nào đang cầm những cái cổ phiếu mang tính chất là đã phân phối cân nhắc là mình hạ ra không hại ít thì hại nhiều đó là cái khôn của nhà đầu tư và em trải qua trên thị trường em thấy những cái điều nào hay thì em sẽ sẵn sàng chia sẻ với anh chị nhé rồi quay trở lại với những cái nhóm ngành dầu khí nè BVD, BVS những cái thằng này thì có con BVS thì em nghĩ là tổ chức họ đang giữ giá ở những cái vùng 21 nhưng khi cả dòng của nó nó không thuận á, thì những thằng này ít nhất là gì nó sẽ xoay thôi chứ không bao giờ đánh lên được đâu anh à, chị phải cẩn trọng nhé BVC nè gãy rất là kinh nha và đặc biệt những thằng nào bên sàn ướp cơm á, và sàn HNX đó, là những cái thằng có biên độ giảm rất là lớn vì vậy anh chị cần phải gì anh chị cần phải quản trị trước so với những cái thằng hô xe đó thì nếu như anh chị không biết xử lý thì anh chị có thể để lại bên dưới phần bình luận hoặc anh chị liên hệ trực tiếp với qua số điện thoại thì em sẽ cập nhật với anh chị ngay nha rồi với những cái thằng như bất động sản là CKG những cái thằng này kéo lên để phân phối nha nó sẽ tạo hai đỉnh và phân phối và không có những cái điểm mua nào tức xanh này giảm rất là kinh giảm đục với những cái vùng đấy thì những cái này sẽ bay bay về bên dưới nhé về những cái vùng đó 8.x hiện tại là chủ tịch Đức Xanh Lương Trí Thành vừa đăng ký mua vào rồi đó khoảng 15 triệu theo con số nhớ không lầm nhưng khi họ đăng ký mua cái vấn đề là họ mua đúng cái số liệu hay không thì chúng ta không biết như là con gái của chủ tịch DG đó thì họ đăng ký mua nhưng không mua đúng cái số lượng thành ra đó là một cái ẩn số và khi thị trường của mình tiềm ẩn quá nhiều ẩn số thì cách tốt nhất là mình nên đứng ngoài và quan sát DC này, những cái thằng này đang giữ giá để mà tái phân phối nhé. Trước sau gì nó cũng sẽ có những cái quá trình điều chỉnh cùng với thị trường nha, không có những cái điểm mua. Bởi vì những cái thằng này trước đó nó có những cái quá trình kéo xả rồi. Đó, em cảnh báo từ những cái vùng trên đây nè, là những cái vùng kéo xả này. Mà bây giờ cho dù nó có kéo lên đi thì nó cũng chỉ để một cái mục đích là gì? Để mà phân phối. Nên những cái hàng phân phối không khuyến nghị mua cũng như là không uh, không nên mắc đáy nhé. Những cái thằng như là 14, là 18 hàng cổ phiếu của anh 7 thì đang có những cái quá trình bị margin, phọt sale của hàng loạt ban lãnh đạo luôn thì những cái thằng này mang tín hiệu rất là xấu cho cả dòng à, nhìn chung những cái thằng cơ bản như nam long này là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu bất động sản ở khu vực phía nam thì nó có những cái quá trình phục hồi cân bằng tăng 3.2% thì những cái thằng nào mà nó có kết quả à, báo cáo tài chính của nó minh bạch đó, thì em nghĩ nó sẽ giữ được cái trận hơn ví dụ những cái thằng hdg này đó. kết quả của hà đô thì là một trong những doanh nghiệp mà nó mang tính chất là gì? cơ bản thành ra nó có giảm thì nó cũng sẽ giảm ít hơn và bật tăng thì sẽ cũng bật tăng nhanh hơn và đó là góc nhìn của em về những cái thằng bất động sản và đặc biệt là Novaland. Hiện tại nó có nó có khoảng 8 phiên sàn rồi. Và với những cái thằng có những cái tám phiên sàn như thế này mà bịch cung á, Thì anh chị càng bắt là anh chị sẽ càng uh, thiệt hại nha Và những cái thằng này khả năng là về những cái vùng đó, đó khoảng 35 May ra có người cứu Và NovaLand á, hiện tại là uh, đang bị dính rất là nhiều những cái vấn đề là trái phiếu Và dư nợ của nó rất là cao Một ngày phải chi đâu đó hơn 19 tỷ Để mà trả những cái hoạt động và chi phí tài chính lại vay Thì khi nó không bán được dự án thì lấy đâu ra 19 tỷ để mà chi trả cho một ngày thì đó là một trong những cái rủi ro và nếu như Novaland mình nó vỡ bong bóng thì thị trường của mình chúng ta sẽ không biết nó về bao nhiêu có thể là về 800 hay là 700 nhưng đối với một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu như là Novaland cái vấn đề mà nổ bong bóng như là Evergrande của Trung Quốc em nghĩ nó sẽ thấp khả năng của nó sẽ rất là thấp nhưng đối với thời điểm hiện tại thì nó mang tính chất là kéo qua dòng bất động sản đi xuống và thị trường của mình ngắn hạn không thể nào mà bật tăng lên chữ về và cái vấn đề là gặp những áp lực điều chỉnh sẽ rất là cao nên anh chị cũng phải cẩn thận và hạn chế bắt những cái thằng có những cái tín hiệu bịch cung và giảm sàn nhé phát đạt tương tự này đây anh chị thấy rất là kinh nha từ những cái vùng giá 60 nè, về khoảng 26 gần chi 3 tài khoản rồi càng bắt là càng chết rồi và đó là góc nhìn quen với thị trường của mình hiện tại và anh chị thấy những cái thằng như là um, blue chip như là MWG, SIB này, SIP này biết là Vinamilk là những cái thằng mang tính chất là gì điều phối giá thị trường và điều cái chỉ số thành ra chúng ta không thể nào mà mình mua với những cái cổ phiếu này cái độ nhiều sóng của nó rất là cao và khi thị trường có những cái tín hiệu bất thường như là kéo trụ đạp những cái thằng mid cap thì xác suất thị trường sẽ gặp những gáp áp lực điều chỉnh trong tuần sau rất là lớn và chỉ phải cẩn trọng những cái thằng như đầu tư công thì hiện tại em thấy có một cái xuống là cắm đầu rơi rồi. Đó thì những cái thằng này sẽ rất là khó lên. Và hiện, hiện tại là 80% tất cả cổ phiếu đang chờ để rơi nhé Đang chờ để rơi. Và anh chị đang cầm những cái cổ phiếu mà anh chị không biết nó phân phối hay là tích lũy. Hay là không biết xử lý thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp phim tại à, số điện thoại bên dưới màn hình. Và nếu như anh chị thấy hay thì đừng quên bấm một cái nút like cũng như là đăng ký kênh để mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất. Còn em và hiện tại và hệ thống khách hàng à, vẫn đang cầm tiền và chờ những cái quá trình cân bằng ở tuần sau. Nếu như có những cái tín hiệu ổn định thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh những cái nhịp hồi ít nhất là 10 đến 15%. Còn không thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và đó là cái chiến lược mà tối nhất ở thời điểm hiện tại. Cái vấn đề thị trường của mình á nó có giảm về 900 hay không thì em và anh chị sẽ cùng nhau quan sát nhé. Cảm ơn anh chị đã xem và anh chị đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm một cái nút like. Hẹn gặp lại anh chị trong video ngày mai.